Tôi đã từng mong rằng Gầm Hàng Online nó không phải là một game nhái rẻ tiền, nhưng mà không. Có thể là do sự kiện nó giống nhau hay là gì đó, và chúng ta lại vào mùa hè, sự kiện hè thì nó là sự kiện giống Ngọc Gầm Lậu, và khi mà Trung Thu thì sự kiện nó giống Quả Đào Tế Hượng. Có thể là do nó cùng cách thức đấy, nhưng mà nó giống một cách vô lý mà. Ở sự kiện hè thì nó giống ở cái chỗ là mỗi hành tinh nó sẽ farm ra được cùng đội đồ và đem đội đồ nó chạy y chang nhau, nó chỉ khác nhau cái tên chứ cái hình tí thôi. Còn ở sự kiện này thì nó khá là bủ bủ ấy. Đầu tiên đi thì chúng ta nói về cái sự kiện Trung Thu này nè. Thì sự kiện Trung Thu mới qua đây thì sẽ vào 5 giờ chiều nay, có nghĩa là cỡ 5 phút nữa thôi là chúng ta sẽ hết bảo trì và chúng ta sẽ có sự kiện Trung Thu này. Sự kiện này hay ở cái chỗ ấy, là nó không có đua tốt. Thật ra thì chỗ đó nó không hay, mà bởi vì nếu mà không có đua tốt thì sẽ không có kích, có nghĩa là mấy thằng mà nó tạo ạc clone để mà nó cày á thì nó cũng chỉ cày được giai đoạn đầu thôi, về cuối nó sủi. Nhưng mà trái làm cái đó cả, nếu mà các bạn không đua tốt ấy thì các bạn cứ đợi tới cuối event đi, cỡ 1 2 ngày ấy, lúc đó đồ của event nó sẽ rẻ như cho luôn. Các bạn không phải gọi là bán mà là các bạn là bắt lợi, cái giá là rẻ đâu cỡ 95% so với giá gốc, nó cực kỳ chát. Thành ra là bạn không, bạn tạo clone thì bạn có thể chơi được, nhưng mà nếu mà không có đua tốt thì là tới cuối nó xài, là tới cuối nó mua rồi sẽ nó xả tới lúc đó luôn, thì sẽ rẻ hơn cực kỳ nhiều. Tôi nói hẳn mới là cực kỳ nhiều. Còn nếu mà mấy ông bảo rằng là để tới cuối sẽ có mấy thằng mà nó đôn giá lên cao để mà nó bán để cho mấy thằng kia ấy, thì không, mấy ông đừng có mua thằng đó, kiếm thằng khác mua, thiếu gì hả, đúng không? Bởi vì cái đồ này kiểu gì nó cũng là rác thôi, mà người ta kiểu bán để người ta còn được ít xu, còn không thì người ta giữ cũng chả làm gì đâu. Tôi đã từng giữ tới 20k vỏ sò sự kiện hè rồi, tôi bán để có 200k dĩ xu thôi, 200k xu. Tôi bán để cho có. Ok, sự kiện này thì nó sẽ kéo dài từ ngày 22 tháng 9 cho đến ngày 20 tháng 10. Ồ, 20 tháng 10 là cái ngày lễ này. Chúng ta có sự kiện Bác Hỏi Ngọc, xuất hiện 30 phút một lần, và một lần sẽ spam được 30 con ấy, ở quanh núi Bao Dung. Núi Bao Dung là cái chỗ mà bạn mới vô spam, thành ra là các bạn không bị hái dừa hạ sa, đúng không? Đúng 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 đúng, các bạn không bị hái dừa hạ sa, các bạn chỉ bị cái cải trang Bulma mùa hè nó hút máu thôi. Thì cái chiến binh hảo ngọc thì sẽ gây vào phòng với giá, còn nó gây cái gì chả ai biết. Mình vẫn mong là nó không gây cải trang, bởi vì cải trang rất là phế vật. Cải trang có hàng sử dụng hà xài cải trang thường, thậm chí là cải trang huyền thoại cơ. Cải trang huyền thoại bây giờ là gần như free rồi, cây chai không có, nhưng mà mấy ông mà đô spender một tí như tôi thì mấy ông cũng hoàn toàn có thể có được một cái trang điện thoại, thậm chí là 2 cái, rất là nhàn quá. Thành ra là nếu mà gây cả trang thì tôi thấy nó không giá trị đúng đâu. Tôi nghĩ là nó sẽ gây cỡ đá 8 trở lên, hoặc là gây xung, gây kim cương như là này hoàn tài, hay là gây phiếu giảm giá là ok rồi. Còn có mấy cái món đặc biệt hơn thì ok cũng được, nhưng mà đừng có là cái trang, đúng không? Cái trừ khi cái trang có, nó có mấy dòng ngon thôi, chứ cái trang lỏ thì thôi chịu. Rồi làm bánh Trung Thu, chúng ta sẽ có 2 lần loại bánh là bánh thường và bánh đặc biệt. Bánh thường sẽ cần 1 trứng gà, 2 bột, cái này công thức may ráp à, không, may ráp là chín ô chứ, 1 trứng gà, 2 bột. Thì tôi đã tiếp, đợi tôi tím á mà. Ok, chúng ta có là 1 trứng gà này, 2 bột mì này, à không, cái này là 2 đường chứ, à 2 đường phèn này. Ok, một nhân bánh thường, ok, tôi hơi soi một tí, nhưng mà nếu mà nó giống ai gáp quá thì tôi chịu nhé. Thật ra thì tôi muốn nó giống ai gáp đấy, nó giống ai gáp thì nó sẽ thú vị hơn nhiều, nhưng mà thôi kệ đi. Bánh Trung Thu đặc biệt thì chúng ta sẽ cần đồ thêm một tí thôi, mình nhân bánh đặc biệt đây. Cái nhân bánh này tôi nghĩ nó cũng sẽ giống như cái quay thôi, có nghĩa là các bạn phải có cái bánh nhân thường ấy, các bạn sẽ mua bằng sung, còn nhân đặc biệt thì các bạn sẽ mua bằng kim cương. Mà không phải có kim cương bạn mua được, bạn còn phải có thẻ kim cương ở trong túi bạn mới mua được cái bánh đấy. Nó giống mấy cái sự kiện khác thôi, nhưng mà khác ở cái chỗ không có đua tốt, thành ra là cái nhu cầu nó giảm, cầu giảm mà cung tăng thì giá sẽ giảm rất nặng. Cái này ông nào học kinh tế thì biết, tôi không học kinh tế nhưng tôi vẫn biết, đừng hỏi tôi tại sao. Ok, cách kiếm thì là làm bánh này, nhân bánh hơn đặc biệt thì bán tại cửa hàng, đúng rồi, chuẩn rồi, chị ta nói đó mà. Không biết là có mua, có tốn thẻ kim cương thôi, chứ nếu mà tốn thẻ kim cương ấy thì thôi spam bánh thường tới chết đi, chứ bánh đặc biệt nó chả có gì hot luôn. Nó sẽ có cái trang, nhưng mà cái trang thường là cái trang ngày đó, mà phải là đu tốt nó mới được cái trang diễn diễn, rồi còn có sao sẵn nữa. Nhưng mà trong sự kiện này như tôi nói là không có đu tốt. Khi cái chứng minh hạ quá sẽ tỷ lệ nhận được trứng gà đó, với nam mét bột mì với sajan và đường phèn. Đúng đúng, cái này tôi thấy rất hợp lý nhá, bởi vì trái đất rất phèn, trong cái con game này không ai chơi trái đất cả.
cái đó rất là mau ấy. Nếu mà damage ấy, thì nó sẽ là một cái class đánh cực kỳ nhanh, farm cực kỳ nhanh, đánh nhanh, chữa nhanh, làm nó ổn thôi để các bạn thấy hai hit một con quái rồi, mà nó đánh nhanh chữa nhanh thành ra là bạn sẽ farm nhanh hơn những hành tinh khác vài giây. Nhưng mà nếu mà vài giây đó mà các bạn tính trong một tiếng ấy, thì sẽ giết được hơn cỡ nhiều con rất là nhiều, và cái đường đó thì bạn farm được nhiều mảnh đồ hơn và nhiều cấp sinh tồn hơn. Mấy em có thể đi ở server 1 thì cấp 42 hay là 44 gì đó sẽ cái thằng Thảo Goli, thằng hiểu năng, ý em là ship ship Goli thì sẽ treo cái con ạc, còn ở server 2 hình như là cái ạc cấp 58 phải đúng không? Sao tôi nhớ server 2 Thảo chỉ có một ạc không mà nhỉ, kệ đi. Nói chung là đều là 5 mét hết và đều treo úp hết, là mới không biết được rằng là 5 mét farm mạnh cái nào rồi. Sejan thì khỏi nói rồi, bùi mát HP ôm một vòng 5 mét, còn không ôm một vòng 5 mét thì đi spam nổ tới chết thôi. Một là giết boss, hai là đi phá úp, bởi vì không thằng nào có nhiều máu hơn Sejan để mà hơi chống lại cái nổ của Sejan kìa, mà cái phá úp rất là hôm nè. Trái đất chúng ta có đam hết hết rồi, ok các bạn biết tại sao trái đất phèn rồi đó. Còn nói chung là cái phèn cái mức mà server 1 nếu trái đất ấy, tôi bỏ luôn á. Tiếp theo là cái sự kiện sử dụng bánh trung thu được đổi kỹ năng ngon, nhưng mà tôi thấy cũng bình thường. Bây giờ đổi kỹ năng là 1 triệu xu một cái, nếu mà cái sự kiện này gây ra thì chả khác nào giảm giá xu của nó cả, trong khi tôi đang ôm rất là nhiều đổi kỹ năng để bán. Sự kiện này đang giết chết tôi, cháy bụng để đổi sách kỹ năng, thẻ xu ngon này, đá đẳng cấp ngon này, huy hiệu sự kiện ngon này, đầm đầy đều đơn ngon này, chỉ là không có cái trang được. Như là mình đã nói rồi, cái trang các phế vật vào đây đã loại bỏ điều đó đi. Cái đầm đầy đều đơn này thì nó có thể sẽ cho chỉ số giống như là cái đá cờ của sự kiện 2 tháng 9 ấy, còn cái huy hiệu này thì mình nghĩ chỉ số của nó sẽ là từ 5 cho đến 10% tất cả chỉ số, bởi vì cái huy hiệu online nó đã 5% rồi, huy hiệu sự kiện mà còn 5% thì tôi nói thật là trả ở đấy luôn á. Và nó cũng phải có hiêm dầm nào ngon ngon, ví dụ như là tiềm năng sức mạnh, ước nguyện nhân rồng, vào 8 giờ cho đến 24 giờ hàng ngày thì sẽ đốt đèn trời để thay đổi toàn bộ kỹ năng đệ tử được hết. Thế thôi, bởi vì đổi kỹ năng thì nó vẫn có thể trùng, nó không để là đổi kỹ năng khác hoàn toàn. Nếu mấy em Masenko mấy em đổi một phát thì hoàn toàn có thể ra Masenko, và nếu mà mấy em năng trưởng 7 như tôi và muốn đổi sang Kame thì mấy ông sẽ trở thành trưởng 1 rất là dở. Thật ra thì nó ngon với những người mà lạp cho Masenko thôi, còn tôi thì tôi thấy cái này nó bình thường. Từ 22 giờ cho đến 24 giờ hàng ngày thì khỉ sẽ xuất hiện tại núi Aru sai chính tả này, bắt lỗi mới được. Thiên hạ sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng quý giá như nào thì không ai nói, giống như còn hỏi chả ai nói cả. Rồi năm đó sự kiện này sử dụng bánh trung thu thì được 1 điểm, trung thu đặc biệt được 20 điểm, sức mạnh nó đồng tiền đúng không, sức mạnh đồng tiền đấy 20 điểm, hỏa ngập thì được 5 điểm, cái này dễ. Hỏa ngập khí đột thì bạn có thể nói chung hỏa ngọc khí lộ ấy thì nó sẽ là đánh theo phần chập máu giống như là ma dương ấy. Thành ra là hàng nào ăn thì là do hơn, và là do nó chọn hình quang minh 5 mét, nó đấm nó nhanh hơn, thành ra là nó ăn dễ hơn, nó chữ nhanh hơn. Hỏa ngọc thì được 5 điểm, ok. 2 khí đột được 50, trong khi 1 khí đột được 20, có điểm thì tới là bên hàng Nga để đổi sự kiện, ok. Không sử dụng vật phẩm sự kiện thì sự kiện kết thúc này, trung thu không đua tốt, 30 phút xuất hiện 30 hỏa ngọc, hỏa ngọc khí đột đều đánh theo phần chập máu, thay đổi cơ chế một số kỹ năng. Cơ chế gì cơ, cường hóa kỹ năng biến khỉ sẽ thay đổi ngoại hình khác. Wow, cái này là kiểu như là khí một khí hai khí ba khí bốn nè, giống kiểu ngọc cầm online. Kỹ năng yêu cầu cải trang thì khi cường hóa cấp 5 trở lên có thể sử dụng, không cần tới cải trang là sao, có kỹ năng nào yêu cầu cải trang à, hay là cái đây là cải trang treo ráp anh em nhỉ, kiểu như skill dịch chuyển tức thời ấy. Cho test luôn đi, 5 giờ rồi, nãy giờ nó sầm sàng cũng được 5 giờ rồi. Xịn vãi chưởng. À, 5 giờ vẫn còn bảo trì này. Thôi kệ cái này chắc là mình sẽ quay một cái video riêng đi. Đó, à, vô này. À, nó vẫn còn bảo trì này, nó vẫn còn say say. Rồi, video này sẽ kết thúc tại đây nha. Và nếu nào hết video, cho một like đăng ký kênh, chia sẻ video này để không tiếp theo. Ủa, vô được không vậy? Được rồi. Từ từ. Để bây giờ vô được này bịp, ok chúng ta đừng gọi test Konnichiwa thay đổi cơ chế một số kỹ năng.
Ô, khiên năng lượng, quả chưởng, có khiên rồi này. À, cơ chế gì hết, nó vẫn như thế đúng không? Là mấy cái skill khác thôi. Giờ mình vẫn còn kiểu nghèo lắm, chưa biết được nó hay chơi cái gì. Nào sao hàng Nga đâu? Nào mà cái đây. Nó chết vô động khu 8 hàng. Đây hàng Nga này. Chế tạo. Có chế tạo đèn trời đây. 10 mảnh đèn trời hả? Quá tự phát mảnh đèn trời. Rồi xong. 200 điểm. À không, tôi tưởng 200 điểm là một cái mảnh chứ. Vậy. Cái chúng ta được 50% tấn công quái, cái này mà đem à đâu, không đem úp đợi được. Tôi chưa nói gì nha. Tìm nó sức mạnh, cái này để úp này, 7 ngày. Cái này là để ôm ngược vòng 5 mét này. Cái này là để cho trái đất này. Cái này là what the hell, à nó ít điểm hơn. À đang chơi. Cái này hình như cần 10 cái phải. Để đổi chiêu đệ tử với đàm cái gì đó đúng không? Chả quan tâm sao phải lên. Cái gì? 200 điểm thì sao phải đây, trong khi 200 điểm là một cái đèn. Thằng nào tạo cái này vậy? Sao phải lên nó rẻ như cho ấy, hay đây là sao phải đây mắc chỉ số? Ui được nâng cấp chiêu này. Hoặc không, cái này không phải là điểm chấp thu, cái này là điểm năng động. À không, không phải, không phải điểm năng động nữa. Rồi sao mình có 142 điểm, vô lý. Huy hiệu chấp thu 20%. Quả ấy, tôi không ngờ là cái chỉ số nó to đến mức này. Cái trang hàng nhai vĩnh viễn không? Vĩnh viễn. Bao lâu trong sức đánh? Ngon. Theo đâu trong sức đánh cho mình rồi. Xung quanh có nghĩa là sư phụ đệ tử mặc vô là chúng ta sẽ có được tổng là 85% sức đánh. Cộng thêm 1% sức đánh mỗi level nữa là cỡ 100% sức đánh đấy. Ngon. Vĩnh viễn không? Vĩnh viễn luôn. Rồi rồi, quá xịn. Lỗi kỹ năng bây giờ được đánh giá ít hơn là bí kíp ha. Có nâng cấp chiêu nữa này. Hả, sao tôi có điểm hay nhỉ? Trời, chúng ta sẽ đi tới đây nha. Đây nhân bánh đặc biệt và nhân bánh thường đây, mình sẽ mua thử nhân bánh đặc biệt nha. Ui nó sai tôi play thật anh em ạ, không cần hãy kim cương mới mua được. Maybe I wrong about you, I miss chết about you. Không, không phải miss chết about. Có thể tạo ra đánh giá sai này. Đầu tiên là bánh vậy thì chúng ta được 20 điểm đúng không? Mình vừa mua 10 cái thì chúng ta được 200 điểm. Đó, giờ chúng ta đổi được một cái đèn thôi. Dễ vậy. Game. Ok, vô thực tế thì thấy nó dễ hơn hẳn. Tôi nghĩ là nó cần phải tới hải kim cương cơ. Vậy thì shop của ông Hảo bây giờ ông đói rồi. Bởi vì ông thường hay mua mấy cái đặc biệt này ông bán rồi mà. Giờ thì ai cũng mua được thì tại sao người ta đi phải nhờ tới ông Hảo nhỉ? Được rồi, chúng ta có 15.000 điểm đúng không? Tính sơ sơ đi. Lấy 15.000 chia 20, xài máy tính cho nó chắc kèm đúng không? 15.000 chia 20 này. Đạt, bấm nhầm. Chúng ta được 750. Trắng 750 cái bánh. Ok, 750 cái bánh. Một cái bánh là cả 5 kim cương. Vì 750 nhân 5 chúng ta được 3.750 kim cương, tương ứng với cỡ 1.400.000 là ngàn kim cương. Ui tốn cả 5 triệu rồi một cái trang, 10 triệu cho hai cái, quả đáy không giòn lắm đâu. Ừ, nó thật sự không giòn lắm đâu. Tôi nghĩ là nếu mà có 200 điểm thế này, tôi tưởng nó phải to play đúng cơ. 200 điểm thì hà thôi, tôi đổi cái nội tại cho đệ tử. Đổi kỹ năng, bí kíp kỹ năng. Huy hiệu trung thu hả? Thôi đấy, cái huy hiệu online cho nó kẹt, cho nó rẻ. Quay là đồng đèn thôi, nhưng mà đồng đèn này không xài cho để được, nó dở chỗ đó. Chắc là mình lấy cái tấn công quái để mà đi úp. Thì à, đúng rồi, đúng luôn. Chán ta. Đúng, lúc đầu tôi tưởng là tôi khi mà tôi mua được 10 cái rồi thì 10 cái free tôi thấy rằng là đời hạt tiền, và tôi kiểu như là sự kiện này mày hoặc là phải tôi play, tôi hết sự kiện này cho đến khi tôi tính lại thì cái giá của nó vẫn, dù nó không có đua tốt nhưng mà
nó vẫn hơi hớm nha. Thế thì kiểu như là tôi bị lót chip hai lần ấy, tôi thay đổi tâm trạng hai lần liên tục luôn. Các bạn khi mà xài tới một xài đồ sự kiện tới một mốc nào đó thì các bạn không được nhận thêm quà nữa. Đúng rồi, nó không có cái mốc sự kiện 2 tháng 9 là cái sự kiện free to play duy nhất mà nó có mốc. Đủ mốc thì các bạn sẽ được nhận thêm quà. Còn mấy cái sự kiện trước ấy thì đó là sự kiện nạp rồi. Đủ mốc thì được quà là hiển nhiên. Sự kiện này thì tôi không thấy luôn. Thôi video này kết thúc tại đây. Bye bye.